Này, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Hiệp Tính Phát. Thì ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách setup để in từ điện thoại của iPhone và Samsung nhé các bạn, coi như là hệ điều hành của iOS và Android ha, lên trên một cái máy in. Thì ngày hôm nay cái máy in của mình là HP M130FN nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thao tác trên cách setup trên điện thoại nha các bạn. Nè, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video. Nè, bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên cái điện thoại iOS nha các bạn, iPhone ha. Các bạn sẽ vào App Store. Các bạn sẽ gõ vào cái chữ search tìm kiếm nè ha. HP Smart. Đây có luôn ha. Đây, HP Smart. Các bạn download cái app này về và sau đó các bạn sẽ ép cái máy in vào trong app này nha các bạn. Các bạn lưu ý mình đang hướng dẫn trên cái máy in HP LaserJet Pro M130FN. Cái máy này nó có công mạng nha. Rồi ok, cài xong chúng ta sẽ mở lên nè. Mở lên, Continue, gửi thông báo, họ từ chối đi, báo hoài mệt lắm. Rồi bấm Z. Lúc này nó sẽ tự động dò trong hệ thống mạng nha các bạn. Nếu có máy in nó sẽ tự động dò ad vô. Đây các bạn thấy ha, đây nó đã dò tìm thấy luôn nè. Trường hợp mà không thấy cái máy in thì các bạn có thể bấm vào dấu cộng, các bạn sẽ nhập vô cái search nè, cái IP, thí dụ IP của máy mình là 192.168.1.28. Các bạn bấm tìm một cái là nó sẽ tự động tìm ra ở dưới phía này. Ok, tìm xong ha. Như vậy là chúng ta đã ép cái máy in vào trong cái app này xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành in ấn ok nha các bạn. Các bạn thấy trên màn hình ha, Sleep Mode Ion IP của máy in 192.168.1.28 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành in nha các bạn. Kéo lên Green Document. Ok luôn đi. Bây giờ mình thử in ảnh cho bạn xem ha. On. Đây, trong này có một cái bức hình của mình Việt Nam vô địch nha các bạn. Các bạn có thể tap bên đây ha, edit, chỉnh sửa gì đó không biết. Rồi, ở phía dưới cùng của cái điện thoại bạn thấy có cái chữ Brain này. Đây, Brain. Các bạn sẽ chọn vào Brain. Hay, chọn cái máy luôn ha. Chúng ta bấm Brain là máy send ra nha các bạn. Đây, máy liền ha. Tốc độ rất là nhanh. Rồi, ok. Đây, tấm ảnh của mình đây, Việt Nam vô địch SEA Games vừa rồi mấy bạn. Rồi, vậy là mình đã in trên in ảnh trên cái ứng dụng này ha. Còn trường hợp các bạn in ví dụ từ file PDF này kia sao ha, mình sẽ hướng dẫn tiếp theo luôn. À quên, trong cái app này nó có một cái mục mình thấy khá là hay ho đó, đó là mục copy các bạn. Nó là khi bạn chụp ảnh bằng cái điện thoại này nè, thì máy nó sẽ tự động in ra cho các bạn luôn, giống như các bạn đang photocopy vậy đó. Đây mình thử cho bạn xem ha. Copy đi, đang hot đây, copy đi. COVID-19. Ok, mình chụp xong ha các bạn. Đây, rồi khoảng số lượng đây ha, số lượng bản copy, resize các kiểu ha. Cái đó các bạn tự dò nha. Bây giờ ok, mình bấm Start Plus, máy sẽ in ra nha các bạn, in ra cái bức hình vừa rồi mình mới chụp á. Một chức năng copy từ điện thoại quá tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi đây, máy send ra.
Đây, cách ly COVID-19 đây ha. Ok, như vậy là mình hướng dẫn xong cái phần in và copy trên cái ứng dụng HP Smart nha các bạn. Trong đây nó còn nhiều cái mục khác nữa thì các bạn có thể dò ha, mò trong đây ha, phù hợp nhu cầu các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp, đó là cái phần in file PDF. Đây mình có phần sách, đây mình vào sách. Rồi mình có một cái file PDF như thế này, các bạn bấm phía dưới này ha. Đây, ở trên nó ra cái hình mũi tên chỉa lên trời này. Chọn vào. Rồi ở đây ra cái hình cái máy in, các bạn sẽ bấm vô cái máy in. Máy in đây, chọn máy in, các bạn đưa ra chọn vô. Đây nó xuất hiện ra luôn nha các bạn. Cùng trong hệ thống network nó sẽ tự động dò thấy. Ok, mình chọn máy in. Bản sao, phạm vi. Cái này có 53 trang nữa. Thôi mình in thử một trang đến một thôi ha. Trang một, ok. Xong các bạn bấm in nè. In. Báo luôn các bạn, cái việc là máy in gần hết mực. Ok, đây là trang 1 của mình đây nha các bạn. Đây, như vậy mình hướng dẫn trên xong cái điện thoại của iPhone nha các bạn, hệ hành iOS ha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm trên điện thoại Samsung, hệ hành Android cho bạn xem nha. Và đây, trên hệ điều hành Android, mình thử trên cái điện thoại Samsung nha các bạn. Các bạn sẽ vào CH Play. Các bạn cũng gõ vào HP Ring ha, hay là HP Smart nó cũng ra nữa các bạn. Đây, các bạn chọn vào cài đặt. Cách làm thì mình thấy cũng tương tự thôi nha các bạn, không khác gì so với iOS ha. Rồi, các bạn mở lên. Dò ra luôn nha các bạn. Đây, bây giờ bấm dò bằng cảm anh ha. Ok nha các bạn. Báo luôn các chất là Regular. Ok. Cách in giống y chang, không khác gì hết. Các bạn vào thử copy cũng vậy, scan cũng vậy nha các bạn. Rồi, mình vào Win Document đi. Trong thép đi. Rồi, PDF file. Ồ, không thấy à. My photo Google các kiểu, mình kiếm nằm chỗ nào đây. My photo hình ảnh chỉ một lần. Rồi trong đây, rồi có cái hình của mấy anh cái đồng hành chính đây. Cái phần tùy chỉnh của nó nha các bạn. Các bạn thấy là phía dưới là cũng có chữ print nè. Bạn chọn vào print. Continue. Continue. Như vậy là cái này nó không chưa có cái login nha các bạn. Nên là mình phải tải thêm cái login ha. Đây, HP Print Service Plugin. Phải cài thêm cái này nữa nha. Đây, phải tải thêm cái này nữa nha các bạn. Rồi, ok. Open HP Smart, mở lại. Cho phép truy cập vô mấy cái trong điện thoại nha các bạn. Rồi, bây giờ nó ra mấy cái tùy chỉnh rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý ha, một
số máy nào mà thiếu cái latch in đó thì các bạn phải cài vào nha. Và đây default mặc định các kiểu này kia ha. Sau khi xong hết thì các bạn bấm vào, tùy chỉnh xong hết các bạn bấm in thì các bạn chọn vào máy in này. Rồi máy sẽ in ra nha các bạn. Về cơ bản thì giống nhau hết nha các bạn. À đây, cái máy in đây, file rất là lớn, cho các chip rất là lâu nên in ra chậm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in một file PDF ở trên điện thoại. Các bạn mở mở file PDF lên ha. Đây mình có một file PDF, các bạn sẽ click vào dấu ba chấm ở chỗ này có chữ in ha, chọn in. Đây máy in này đây, bây giờ khâu giấy bản sao mình chọn ha, click vào chọn nha các bạn. Cái file này tới 237 trang lắm nên là các bạn phải chọn thôi, chọn phạm vi, mình chọn 1x1 thôi nha các bạn, in một trang nháp thôi. Xong đây trang 1, các bạn bấm vô cái tờ máy in, sử dụng HP Rin Service Touch In, ok. Rồi chờ chút xíu máy in nha các bạn. Là mình đã chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách ép máy in vào cái điện thoại hệ điều hành iOS và Android nha các bạn, và cách in cũng như là copy trên cả hai cái hệ điều hành này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.